hiện diện thực tế trong đời sống của giáo dân, của mỗi người và trong đời sống của con, trong cuộc sống của con. Và cha, cha Francisco, cha chỉ hiện diện trong giáo họ chúng ta một thời gian rất ngắn, lúc chuyển tiếp từ cha Paulo và cha Paulo thì cha đã sẵn sóc và hướng dẫn toàn diện, không phải là như là một người làm thuê, nhưng ngài đã làm như là đoàn viên, là người chăm sóc đoàn viên của Chúa để chăm sóc và hướng dẫn của con trong những ngày tháng thiếu thốn ung tử. Con xin cảm ơn cha đã vì lòng yêu mến đã bỏ thời gian để cùng việc dân thánh lễ và tạ ơn của tụi con hôm nay. Và con cũng xin cảm ơn, con muốn nói tất cả từng gia từng gia, nhưng mà không gì mà con nói được thì chắc lệ và chắc phải hai hiểu. Thì con xin cảm ơn quý cha đã đi tin tưởng để các cha đã nêu gương cho con từng nghĩa cần của một linh mục như cha. Cha Tấn là người năng nổ trong việc hoạt động giáo lý, đó là giáo lý viên con nhìn cha như là idol vậy đó. Con cũng làm như cha, làm hết mọi sự được như cha. Và cha là tiếp tục nói từ cha thì con không thể kể được, nhưng mà con cảm ơn các cha đã hiện diện. Con nghĩ đó là Thiên Chúa đã sắp đặt cho con được gặp quý cha để ngài hướng dẫn con từng bước để mời Chúa. Và con xin chân thành cảm ơn gia sử đã bỏ công việc để tham dự lễ chuyên chức của con tại Mỹ. Ngài đi qua mặc dù khó khăn về mọi sự thay đổi thời gian ngủ chưa quen, ngài vẫn hăng say giúp đỡ và tổ chức, ngài tổ chức cho lễ của con từ bên Mỹ. Ngài gọi về lo lắng xin sẻ làm mọi việc để khoảng ngày hôm nay con xin chân thành cảm ơn cha. Và không thể hiểu lời cảm ơn đó là chủ gì, và ta đoàn khi nào cũng không có sáu phiếu là không có thể mặt. Nhưng mà quý vị, quý ca đoàn, quý ban nhân giáo, cả em giúp lễ, nhờ mọi người đã tận tình tổ chức chuẩn bị, bỏ nhiều thời gian để chuẩn bị cho lễ của con hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn. Và chắc chắn con sẽ không nói hết lời cảm ơn của con, nhưng trong thánh lễ chúng con dâng đó là lời cảm ơn. Con có thể dâng lên để tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa đã cho con sinh ra ở đây lớn lên và phục vụ cộng đoàn. Và hôm nay Chúa mời con tham dự vào chức tứ tế của Chúa để là những người đem tình yêu của Chúa như câu con chọn: anh em hãy học cùng tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường. Chắc chắn bạn là học với con, nhưng mà học Chúa Giêsu thành tâm là bổn mạng của giáo hội chúng ta. Đó là câu mà con muốn sống để mọi người thấy được tình yêu của Chúa qua đời linh mục của con. Và lúc đầu lễ ông trưởng ban có nói là quý ông bà anh chị em ước cầu nguyện cho con, thì con phải sử dụng kim ngai, tại vì quý ông bà anh chị em đã được rồi, thì xin tiếp tục nhớ tới con trong thánh lễ, trong lời kính. Vì con một lời kính, một thánh lễ, con đều cầu nguyện cho
bà anh chị em, và nhất là những người không biết ai đã qua đời, không còn ở đây hiện diện, nhưng không biết các ngài vẫn kính cầu và cầu bầu của Chúa cho con ngay bây giờ. Và một lần nữa con cũng xin cảm ơn ông bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ con, tuy mặt mẹ con không về được nhưng ba con đại diện cô chi chủ bác anh chị em ông bà đã tương tình yêu mến về đây tham dự cùng những lời tạ ơn của con. Không còn chi vui hơn khi chúng ta là một gia đình không chỉ về việc sống nhưng mà về đức tin là một gia đình rồi, Thiên Chúa là cha. Thì xin quý ông bà anh chị em và các cha các chị cầu nguyện cho con như là một người con, xin chỉ dạy con vì con còn trẻ, con còn non, con còn đường dài để đi. Vì lễ chịu chức không phải là lễ phong thánh nên con sẽ có nhiều thử thách gian nan trong đời sống phục vụ. Thì xin của chúng ta anh chị em bạn bè cầu nguyện cho con, các con ở gia đình. Thì xin Chúa ban con ơn lành cho của chúng ta anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Chúa ban phúc lành cho anh chị em và trình giữ anh chị em. Amen. Xin Chúa chiêu nhan tăng rạng ngời của Ngài trên anh chị em và thương xót anh chị em. Amen. Xin Chúa quay mặt lại nhìn anh chị em và ban cho anh chị em được hưởng bình an của Ngài. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lời cho chúng anh chị em đi bình an. Chúa chọn con không phải vì con tài giỏi, đạo đức hơn những người khác, nhưng Chúa chọn con chỉ vì tình yêu thương của Ngài. Vì thế, con ước mong được hợp với muôn loài thụ tạ, kính dâng lên Thiên Chúa tâm tình. Vì biết bao hồng ân Chúa đã ban chia chan đời con.
trong đám bụi cho yêu thương Chúa dắt con vào đời, cho con sống khiếp người ở bên giúp sức con mọi nơi. Đã ban cho con những phúc ân cao vời, nay con biết dâng tạ ơn Chúa đã thương chọn con. Chúa dòng ban con đâu dám ước mơ thêm nhiều, nay xin ước một ngày đêm mãi sống trong tình Chúa. Hôm nay hay mai sau một lòng sống chết cho danh Ngài, cho con thành câu hát ngợi mừng tình yêu Chúa khôn ngoan. Với muôn người cùng hoa lên tâm tình ta ơn, vì biết bao hồng ân Chúa đã ban chưa chan đời con, muôn điều hát cùng đàn cùng hoa vang theo lời ta ơn, để tan sương hồng ân Chúa đã ban tràn lan khắp nơi, để tan sương trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố ơn bình an và niềm vui cứu độ cho mọi người muôn nơi. Những bước chân tuyệt vời, chân đẹp thấy, ôi thật đẹp thấy, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Hãy đem về trong lòng dồn ra niềm vui.
đẹp thay, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Những bước chân tuyệt vời, thật đẹp thay, ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Trời đất bao la dành hết cho ta, đâu có tình cờ. Nào ai dám nói đất thấp trời cao, Chúa ở nơi nào? Chúa ở bên tôi, đâu có xa xôi như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đời. Chúa giật dìu con đi qua. Lạy Chúa, xin Chúa ban phước lành cho cuộc ăn chúng con sắp lãnh nhận, và lòng nhân từ xuống cho mọi người, nhất là những người thiếu thốn trong cả cuộc ăn. Và xin Chúa ban phước lành cho mọi người hiện diện hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con chúc quý ông bà anh chị em ngon miệng ăn sắp con đi nha. Nhiệt nhất để chào đón nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, đó chính là cha Tân Khoa Giuse Phan Châu Anh Tuấn, và chúng con xin trân trọng kính mời cha tiến bước về sân khấu hôm nay. Cho linh tông và huyết tộc của gia đình cha Tân Khoa, ông cố sẽ gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành thông qua lời phát biểu. Mời quý vị cùng lắng nghe. Con xin đại diện cho gia đình của chúng con gửi lời chúc mừng đến
quý ông bà, anh chị em, mọi người thân quen và những người vắng mặt, quý vị đang hướng về với gia đình chúng con và cầu nguyện cho chúng con trong thánh lễ này và những thời gian tới, thời gian đã qua, thì con cũng xin Chúa đổ ơn lành xuống cho quý vị và ban nhiều hồng ân cũng sức khỏe, hạnh phúc và đầy tình thương của Thiên Chúa. Thì con xin gửi lời cho con muốn để lại để con tiếp tục để mà gửi lời nữa. Là xin quý vị cùng chung vui với gia đình chúng con. Một lần nữa con xin cảm tạ quý cha, quý cư sĩ nam nữ, quý ông bà anh chị em, nhất là đặc biệt cả anh em phục vụ thăm ba hành giáo đã cùng với con công tác trong suốt thời gian con ở đây và con đi. Thì anh chị em cùng tiếp tục những công việc là để xây dựng một giáo xứ tốt đẹp, yêu thương, đoàn kết. Và con xin hết lời, xin cảm ơn quý vị. Cho con xin nói một đôi lời. Quý vị có thấy các em mang áo đỏ, các anh chị mang áo đỏ, đó là giáo lý viên của giáo họ giáo xứ Đông Tiến. Hồi xưa con cũng đi phục vụ ban vậy, bây giờ con phục vụ ban ở bên kia. Đó thì cùng một cấp nhưng mà được họ gọi là ô sinh cấp cao đấy. Phải học 8 năm xong thì được phục vụ ban cao hơn. Còn các em phục vụ ở đây, cả các chị phục vụ ở đây thì xin quý vị cho quý anh chị em một trang pháo tay để cảm ơn phục vụ. Và sau bữa ăn này thì các anh chị phải đi xuống bà dâu để mà dự lễ bồng màn anh thế phụ yên, thì không biết là quý anh chị có ăn được không, nhưng mà hy vọng là quý anh chị cũng được ăn no nê. Nên tranh thủ em xin một lần nữa cảm ơn quý anh chị giáo lý viên đã giúp đỡ em trong ngày lễ hôm nay. Và thưa quý vị, món quà đầu tiên đó là món quà để chúc mừng cho cha, và phía sau đó hình ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng của các anh chị giáo lý viên với giai điệu múa để chúc mừng cho sự tròn vẹn của cha. Chúa, những chim bài yêu con từ Chúa.
Thưa quý vị, đẹp những người con đó chính là cha Tân Khoa. Và cha Giuse ơi, cha Tân Khoa ơi, cho phép chúng con xin bản phép và mào muội mời cha tiếp tục trở lại sân khấu để đón nhận món quà mà bố mẹ đỡ đầu gửi tặng cha hôm nay. Chúng con xin trân trọng kính mời cha và xin. Và quý vị lưu ý cho hôm nay cha Tân Khoa của chúng ta là khoảng 100 năm với nước ngọt. Và một cái ôm thật thắm thiết. Và thêm một tràng pháo tay nữa để chúng ta chúc mừng cho hình ảnh thật cảm động này. Và thưa cha, món quà thứ hai mà chúng con muốn bố tới đầu về đến cha đó là một ca khúc được không ạ? Vâng, cha đã nói được. Và bài nhạc con xin là để quý vị bài nhạc của Lâu Thường Niên liền khúc cuối. Một tiếng hát chụp phái nữ là những bông hoa đẹp của chúng ta. Cũng trên con đường tìm kiếm tình yêu của Thiên Chúa để Ngài chọn lựa cho mình. Trong giây phút này, chúng tôi mời tất cả quý vị, chúng con mời quý cha cùng chúng con lắng nghe tiếng hát. Chúng con vẫn mang xin để nói một câu quen thuộc, xin cho tình yêu của Chúa, lời cầu nguyện của tha nhân, Thầy sớm được hát kinh vinh danh. Xin trân trọng kính mời Thầy. Dạ, kính thưa các bạn, dạ, kính thưa quý cha, quý vị của gia sĩ. Và trung tâm tình đó, con xin phép được hát một bài hát quen thuộc mà chúng con từng hát, mà anh em ở đây thì nó quen, nhưng con đi lâu quá còn quên lời rồi. Con xin phép gặp cái điều khoản hát bài hát khúc cảm tạ. Ta ơn vì những lúc bình an, Chúa thương ban cuộc sống vui tràn hòa. Ta ơn vì những lúc bình an, Chúa đã vượt ban niềm vui.
xin cảm ơn Chúa. Mai muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao vô nghi ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an.
năng nhiều. Mẹ ơi, dưỡng con này, cháu nó có dọn
không còn tin có biết tiến đấu mà không chờ không biết biết hy sinh mà không suy còn lời người như tháp thờ người
Hang on.
cảnh được vui khỏe và phục vụ từ vui của nó. Thank you.
con tim tràn ngập niềm tin yêu hy vọng. Giờ đây chúng con, những linh mục của Chúa, xin được nối tiếp các bậc cha anh, cùng nhau lên đường thi hành sứ mệnh, loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho muôn người. Nào mong anh em ta đi về muôn hương, cùng nhau đem tin vui đến mọi nẻo đường, truyền loan cho muôn dân tin mừng yêu thương. Lên đường anh em ta cùng nhau lên đường, đường gặp mình gian khó bên ta luôn có Chúa cùng đi, được Ngài hằng chờ che ban ơn thiên gìn giữ độ trì, dù gặp ngàn hiểm nguy bao trong gai răng kia.